em đứng đi hoài. Đúng rồi, 10 năm nay mới gặp em, gặp em trên mạng rồi. Cô Bun đâu rồi? Cô Bun đâu rồi? Vô vô rồi. Từ từ nha, đó đầu mình chuẩn bị vô để mình cho anh em vô cúng chú Tâm kìa mọi người. Bảy con kim này. Giờ đúng như mỗi tháng thì đúng được ở trên nhà đến tiền YouTube thì hậu nhân sẽ chích ra một phần cũng mặt nó. Bữa nay anh em YouTube mua trái cây vào thứ năm ha. Cô khán giả tới thắp nhang cho chú Nam Vũ Linh nha mọi người. Lộng gái đi bắt tôi thôi. Lên em Mỹ, cái tình lên em. Chú Năm phù hộ cho những anh em YouTube ở đây mọi người chúng ta đến số chú Năm ơi. Trời đất ơi. Quá trời, nó lâu quá đây. Quá trời quá đất. Tay làm hàm nhai tự làm kiếm ăn đi. Có view được rồi, cầu Phật Nam phù hộ cho con cháu ở đây có view được rồi. View là view bắt cầu kiếm số. Con cầu cao lắm chú Năm ơi. Rồi em nhớ lên xíu nữa. Con cầu cao lắm. Đó, sáng là cửa nhà số 5 thì cái cây đó là em mua cúng ở đây có hai bảo mà. Đây YouTuber.
Sáng nay cô khán giả cũng tới thắp nhang chú Năm hơn à, tới mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan luôn quý vị. Cô này rất thường xuyên tới nhà chị Hồng Loan nha mọi người. Cô mua ủng hộ hàng quá trời luôn mọi người ơi. Cái đây chị Loan có yến nè, sản phẩm có yến nè, yến đồ vật nè, có khô bò, trà bông, rất là nhiều rong biển nha, rất là nhiều loại nha. Đang mang một chị Loan giờ đi công việc hả chị? Cái nó bay vô người đó. À, chị Loan hôm nay khá là bận nha, giờ đi công việc mọi người. Rồi giỏi chưa về bàn luôn á cả nhà. Bay vô cái bàn rồi mọi người. Thích qua mấy anh ơi. Đập biển. Rồi, đi luôn đúng rồi. Từ chị để cho xe nó quay xong chị đi, nó chưa mở cửa chị Loan ơi. Mở cửa. Cái cửa này nó bị kẹt đúng không anh? Anh đậu 2 phút giùm em đi anh. Thiệt em nói thiệt em mệt dữ lắm luôn. Rồi chị Loan giờ đi công việc rồi mọi người ơi. Đó. Thôi bán đi, bán cho anh đi, bán cho anh đi. Đừng có đem cái qua trước mặt tôi nha. Tôi nhìn cái qua đó. Rõ rồi, này gà mắt nè. Đâu? Hả? Đâu, anh ủng hộ trước cho. Mày có đem hàng lên thôi. Rồi bây giờ muốn lấy liền. Thôi, anh đừng làm khó em chứ. Làm khó mà được chứ. Anh ơi. Bữa nay tí với Hồng Loan kế bên. Cảm ơn máy rồi anh ta. Thôi chưa, từ từ Mỹ Mỹ ngồi chút xíu nữa đi à. Lâu lâu mới gặp. Tuy lên sớm lại. Mới có 3 phút qua Mỹ rồi. Chưa Mỹ Mỹ ơi. Chạy rồi. Bơi rồi, nó thấy được rồi. Long ơi, chờ xíu luôn. Từ từ ăn để đi chút dẹp cho.